Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để mà chúng ta sẽ thêm trong cái bài này chúng ta sẽ thêm cái những cái chúng ta tải bên ngoài để mà thêm Photoshop, ví dụ như là phông này, brush này, action này, một số thứ nữa như là màu sắc rồi style, shape các thứ, vân vân. Thì đầu tiên là sẽ với phông đi. Với phông á thì bạn có thể thấy những cái phông mặc định. Nếu các bạn không có cài thêm phông vào thì những cái phông mặc định thường nó sẽ hơi ít và nó sẽ không có nhiều phông hỗ trợ tiếng Việt. Cho nên là chúng ta sẽ cần tải thêm phông. Và tải thêm phông thì bắt buộc chúng ta phải khởi động lại Photoshop, cho nên cho ăn là mình cứ tắt Photoshop đi trước. Rồi, và mình sẽ vào những cái trang tìm phông, trang mà có phông nhiều phông lắm thì có thể daphong.com chẳng hạn thế, thì trong này có rất là nhiều phông có thể tìm, hoặc là một số cái nguồn phông mà có hỗ trợ tiếng Việt như là phong.vietdesigner.net chẳng hạn thế, thì trong này có khá là nhiều. Các bạn có thể tải về, đa phần là Việt hóa, các bạn cứ tải về. Thì sau khi tải về rồi, để cài vào máy, ví dụ như đây mình có một số bộ phông của mình, thì ví dụ để tải vào, để cài vào máy á, các bạn sẽ click vào, click chuột phải ha, vào cái phông bạn muốn cài, các bạn sẽ thấy ngay cái intro. Nên các bạn chỉ việc intro thôi thì nó sẽ cài vô. Ở đây thì bị chửi, bởi vì đang chửi là cái phông này nó có trong máy rồi, không cho nữa, có muốn thay thế không? Ở đây mình yes được, nộm được, ví dụ như là mình yes đi, mình nó sẽ cài vô. Thì sau khi cài vô rồi các bạn có thể khởi động Photoshop và nó sẽ load cái phông đó. Hoặc là để cài nhanh, ví dụ như là mình tải cái đống này chẳng hạn, các bạn sẽ click vào, ví dụ như là tải click nhiều hoặc là Ctrl A hết luôn thì các bạn sẽ intro một loạt đi được. Một loạt 598 phông này chẳng hạn thế. Thì thì cái đó là cái cách mà chúng ta thêm phông ha. Thì sau khi mà đã có cái đấy rồi thì nó sẽ ta sẽ chạy Photoshop và nó sẽ load vào trong. Thì đó là về phông, chỉ việc bấm chuột phải ha, bấm chuột phải vào phông và chọn intro, sau đó khởi động Photoshop thì nó sẽ load và chúng ta sẽ tìm thấy nó ở trong cái thanh phông như bình thường. Rồi một số cái nguồn khác, ví dụ như là ở đây về pattern này, về brush này cái thứ thì tải như thế này, thì mình sẽ vào cái trang dễ tìm nhất có tất cả những nguồn đó là brusheasy.com. Đó, brusheasy.com. Thì sau khi vào rồi các bạn có thể tìm cái nguồn các bạn thích, ví dụ như là brush này, pattern này, texture này. Texture thì nó không có ha. Texture các bạn hay mấy bạn hay hỏi mình khác biệt với pattern với texture là gì. Thì pattern á, thì thường nó là những cái hoa văn, nó có tính chất nó lặp lại. Còn texture á, thì nó cũng là hoa văn nhưng mà nó là những cái hoa văn là dựa trên những chất liệu có thật, dựa trên những chất liệu thật ha. Đó, thì nó khác nhau như vậy. Thì đây có cách tìm dễ hơn, các bạn click vào browse by category, click vào browse by category ha, thì nó sẽ hiện ra một số cái ô ở dưới này, một cái phần đó là rõ ràng ha, brush này, pattern này, shape này, action này, style, gradient, một số thứ vậy, ví dụ như là brush chẳng hạn thế. Pattern sẽ mở lên một số cái mà mình sẽ tải về. Brush này chẳng hạn mình các bạn thích cái brush nào, ví dụ hình hoa văn hay cái thứ đấy, ví dụ hay làm chữ chẳng hạn thế, các bạn sẽ cần một số cái hoa văn hoặc là watercolor, màu nước ấy. Sẽ tải về ha. Thì sau khi click vào download này, click download nó sẽ hiện cái bảng này và nó ghi là your free file automatic download, là cái file bạn sẽ tự động download trong số phút nào đấy. Cái này hơi to, mình cứ tải những khác đi. Các bạn có thể lên đây, các bạn có thể tải về những cái các bạn thích ha, những gradient này chẳng hạn. Thì cái cách thêm mà như thế này, sau khi tải và giải nén những cái mà các bạn đã tải về rồi
thì các bạn sẽ thêm vào Photoshop bằng cách như sau. Các bạn vào trong đường dẫn trong cái folder cài Photoshop của các bạn. Ví dụ như ở đây, có thể vào nhanh bấm bấm chuột phải vào cái icon ở dưới ha. Bấm chuột phải vào cái Adobe Photoshop và Property. Hoặc là các bạn bấm chuột phải vào icon và Photoshop ở ngoài desktop và chọn Property nó cũng ra này. Thì nó sẽ cho các bạn open file location, tức là mở luôn cái file cài đặt của nó lên. Thì các bạn có thể thấy ở đây, thay vì như vậy các bạn có thể vào thủ công bằng cách là vào My Computer ha, vào ổ C ha, Program File nha, Adobe và Adobe Photoshop, tùy phiên bản các bạn đang xài cái gì. Ví dụ như đây mình đang xài CC 64 bit. Thì sau khi các bạn đã vào folder này rồi, các bạn sẽ thấy một cái folder đó là Presets. Các bạn sẽ click đôi chuột vào Preset, và trong cái này thì nó tất cả những cái mà Photoshop nó cho chúng ta mở rộng. Ví dụ như đây cái này là Action nè, các bạn có thể copy Action và paste vào đây. Lấy cái file Action ha, paste vào đây, sau khi đã tải trên mạng về rồi đó. Brush chẳng hạn, các bạn có thể giải nén xong, tải về rồi giải nén ra rồi bỏ vào đây. Ví dụ như ở đây có một số cái mình đã tải về riêng, ví dụ như là Firebrand rồi Empress này chẳng hạn, là những cái mà mình tải ở ngoài, Smoke chẳng hạn thế. Thì các bạn copy vào và paste vào đây rồi thì nó sẽ Photoshop sẽ nhận thôi. Ví dụ như là một số cái gradient chẳng hạn thế, ở trong gradient này, trong này nó cũng có cái gradient này. Đó, cái gradient tức là những cái màu chuyển mà Photoshop mà thằng Brush Easy này nó tập hợp ở trong ta, những cái màu như vậy. Thì sau khi đã tải về rồi và copy vào rồi, thì copy rồi ha, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn vào Photoshop ha, mở đại một file nào đấy, hoặc là mở đại cái file nào chẳng hạn thế. Thì cái cách chúng ta lấy cái file ta đã copy và như sau. Ví dụ như ở đây với Brush chẳng hạn thế, thì nó có một cái điểm chung là khi chúng ta mở bất kỳ một cái vùng mà chúng ta chọn cái preset, ví dụ như là về Brush này, những cái preset về Brush này chẳng hạn, những mẫu Brush, thì lúc nào ở trong cái panel đấy nó cũng xuất hiện một cái bánh răng ở trên này. Khi chúng ta click vào thì nó sẽ hiện ra danh sách những cái file ở trong cái folder mà chúng ta vừa copy vào, ví dụ như là trong cái Brush này chẳng hạn. Thì đây có một số cái, ví dụ như là cái Smoke rồi Smoke and Brush chẳng hạn thế. Thì trong này, trong Photoshop nó cũng hiện, trong cái danh sách này nó cũng hiện như vậy. Thì đây, sau khi mình đã copy vào rồi thì trong này nó sẽ hiện ra. Nếu các bạn không thấy, các bạn có thể khởi động lại Photoshop thì nó sẽ hiện. Các bạn sẽ lấy nó ra bằng cách là chọn đây ha, chọn bánh răng ha, và chọn click vào cái tên brush mà chúng ta mới tải, mới thêm vào hồi nãy, ví dụ Smart Brush Promo chẳng hạn, click vô. Thì ở đây nó sẽ hỏi có muốn thay thế cái bảng cũ này với lại cái bảng mới không. Khi chúng ta click OK thì cái bảng này, những cái này nó sẽ tạm thời nó cất đi và nó chỉ lấy những cái mock thôi, tức là brush khói á. Tuy nhiên đây để cho dễ thì mình sẽ chọn là append, tức là mở rộng thêm ra, tức là những cái smoke khói nó về cuối, ví dụ mở thêm để chẳng hạn thế. Cứ append là nó sẽ mở rộng thêm ra ở dưới này, nó sẽ hiện ra thêm ở dưới này. Cái cứ càng mở thêm ra thì nó càng nhiều. Đó, cứ append là nhiều như vậy. Đó, ví dụ thế. Thì ví dụ như là nó dài quá rồi, bây giờ các bạn muốn tắt bớt đi thì sao? Cũng sẽ vào cái bánh răng đấy. Và ví dụ như là reset brush. Reset ha, tức là nó sẽ đưa về cái đầu. Hỏi có replay cái đống mới này không? OK, là nó sẽ về lại cũ. Là chưa có smoke gì hết. Thế thì đây là cái cách thêm brush ha. Rồi với shape thì tương tự như vậy, những cái shape ha. Các bạn nếu các bạn để ô như vậy thì nó sẽ không hiện ra, nhưng mà đấy cái ô shape là custom shape á, thì nó sẽ hiện ra cái shape này. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta click và mở rộng ra, chắc chắn nó sẽ có hình bánh răng ở đây. Và các bạn sẽ chỉ việc chọn cái y chang như hồi nãy thôi, cũng chọn và append để nó sẽ hiện ra thêm ở dưới này. Đó, và tương tự muốn trở lại reset replay sạc là phía anh cũ như cũ. Tương tự với lại bảng style, đối với panel phía bên này thì nó hơi khác một chút. Ví dụ như action chẳng hạn, các bạn sẽ click vào cái bảng sổ xuống phía này ha, sổ xuống thì nó sẽ hiện ra cái danh sách cái action chúng ta đã copy vào trong cái folder
action này chẳng hạn, thì copy ở đây nó sẽ hiện ra ở đây. À, thì nó sẽ hiện ra ở trong cái danh sách này, ta chỉ việc click vào và nó sẽ tự động nó thêm vào đây. Tương tự với lại style cũng tương tự luôn, cũng sẽ có cái danh sách sổ xuống ha, các bạn sẽ chọn ở đây sau khi đã copy vào rồi. Ngoài cách là chúng ta copy ra, các bạn có thể sử dụng lost style à, thế. Nhưng mà cái cách này mình nghĩ là nó hơi nó không có rõ ràng so với việc kia. À, thì ở đây nó có nhiều cách, các bạn có thể chọn cách nào cũng được tùy. À, thì đấy là cái cách mà chúng ta thêm những cái ở bên ngoài, à, những cái action, những cái pattern. À, về pattern ha, à, pattern, à, pattern kia đâu đây? Edit, pattern mình sẽ lại nhân đôi lên tí và trong này pattern đây. Ở những cái khu vực mà nó có cái pattern ha, như là như ở trong này cũng có đây pattern đây, chúng ta sẽ click vào adjustment, new adjustment layer ha, thì nó sẽ có cái pattern đây, nó sẽ có danh sách sổ xuống luôn này. Cứ cái chỗ nào chọn chắc chắn nó sẽ cho mình cái mở rộng thêm, là chỉ việc mở ra và thêm những cái phía ngoài vô giờ equity append thôi. Nó thêm những cái phía ngoài như vậy. Thì ok, đó là cái cách mà chúng ta thêm những cái ở file ở ngoài. À, và cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này. À, chào các bạn và mình sẽ gặp lại các bạn ở cái tút sau nữa. Nhớ like và subscribe nhé. Cảm ơn.